Sau đây thì Khoa sẽ đưa ra, chia sẻ ra những cái phân tích, những cái nhận định về sản phẩm, về chủ đầu tư mà Cine đã tìm hiểu được. Đầu tiên thì nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử của Capital Land, chúng ta sẽ thấy được họ có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là họ luôn đi tiên phong. Khoa còn nhớ là vào năm 2007 khi mà họ phát triển dự án The Vista, thì khi đó xung quanh giá các nhà liền thổ, nhà bất động sản liền thổ xung quanh giá là 20 đến 25 triệu mét vuông. Họ bán dự án The Vista là một dự án căn hộ với giá 30 triệu một mét vuông, và người mua phải xếp hàng từ 4 giờ sáng mới mua được. Ý của Khoa nói rằng là họ luôn dẫn dắt thị trường. Những cái sản phẩm của họ luôn được chú trọng về không gian, về mảng xanh, chất liệu thì cao cấp, cho nên chất lượng sống tại các dự án ở đây luôn đạt một chất lượng rất là tốt, tiện ích thì đầy đủ. Nên nếu anh chị và các bạn có nhu cầu mua để ở thì đây là một cái chủ đầu tư rất là chất lượng. Còn về đầu tư thì anh chị và các bạn biết rồi đó, bất kỳ một cái sản phẩm nào của Capital Land đều không hề rẻ, dù trong một bối cảnh nào đi chăng nữa. Họ chú tâm về con người, cho nên tất cả các sản phẩm của họ đều tập trung vào con người. Mà bất kỳ một sản phẩm nào được tạo nên dựa trên con người đều có một cái giá trị bền vững và cực kỳ cao. Thêm nữa thì sản phẩm của Capital Land đều có tính năng bền vững chứ không có đột biến. Nhưng mà sản phẩm của họ giữ tiền rất là tốt, vì đa phần các sản phẩm của họ đều có tiềm năng khai thác cho thuê tốt hơn bất cứ một cái sản phẩm nào ở Việt Nam. Với tất cả những cái yếu tố trên thì giá của dự án này là cao hơn so với những cái dự án, những cái sản phẩm khác ở xung quanh. Và đây cũng là vấn đề lớn nhất của dự án này. Nhưng anh chị và các bạn cũng đừng quên là Capital Land họ đã có mặt ở Việt Nam đã 30 năm. Quy hoạch dành cho chuyên gia. Thiết kế rồi tiện ích rồi chất lượng dành cho đại gia. Khách hàng hướng tới lại là cho dân lao động phổ thông. Thành ra là cái nhu cầu, cái mục đích nó lại không chạm được với nhau. Cine xin chào anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi khám phá sự đẳng cấp và đa dạng của Capital Land, một tập đoàn bất động sản hàng đầu châu Á hiện nay với hơn 260 dự án tại 40 quốc gia. Và năm nay cũng đánh dấu 30 năm sự có mặt của họ tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đi khám phá những bí mật đằng sau sự thành công này là gì nhé. Anh chị và các bạn cũng đừng quên nhấn theo dõi kênh Cine, cũng như nhấn like và chia sẻ video về cái dự án đang rất hot tại Bình Dương này. Capital Land là một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á, trụ sở chính tại Singapore. Họ có mặt ở 40 quốc gia và 260 thành phố. Họ là tập đoàn đa năng, bao gồm thương mại, nhà ở, lưu trú, trung tâm thương mại, văn phòng, khu công nghiệp. Ở Việt Nam họ có một dự án mô hình Soho, 17 dự án căn hộ, 2 dự án phức hợp, tổng trên 16.000 căn hộ và 9.000 căn hộ lưu trú. Năm nay cũng là năm đánh dấu sự có mặt 30 năm của tập đoàn Capital Land tại Việt Nam, và Khoa gọi đây là một đế chế bất động sản cao cấp. Qua video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu hơn về sản phẩm, về concept cũng như cảnh quan của Capital Land. Họ cũng đã có những cái dự án tiêu biểu tiên phong như là The Vista, DS, Felix and Vista, De La Son, DeFi v.v. Và đế chế ấy lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố mới Bình Dương, là một trong những tỉnh năng động và đi đầu phát triển về kinh tế xã hội lớn nhất miền Nam, với diện tích 1.000 hecta, sức chứa 125.000 người ở và 400.000 người đến làm việc, 5 km từ trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Đây cũng là hạt nhân của vùng đổi mới sáng tạo, tiên phong của hình mẫu thành phố thông minh, bền vững, nơi có đủ tiện ích để vươn tầm khu vực, có trung tâm hành chính với 40 cơ quan làm việc, trung tâm hội nghị và triển lãm Bình Dương, công viên trung tâm 75 hecta, trung tâm thể thao, BKMX International Hospital, sông bé Golf, Aeon Canary, vị trí nằm tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có quy mô 18,9 hecta, với tổng sản phẩm là 3.500 nhà ở thấp tầng và căn hộ, sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và sở hữu 50 năm đối với người nước ngoài. Thời gian khởi công là vào quý 1/2024. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý 3/2025. Trên mọi bước chân của mình thì Cine đều để lại những cái gửi gắm ở trong đó. Có những gửi gắm về pháp lý, về thông tin quy hoạch,
Và tất nhiên có luôn cả những cái thông tin về những sản phẩm tốt mà Cine mong muốn mang đến cho khách hàng của mình. Anh chị và các bạn có bất kỳ một nhu cầu nào về mua bán thì Cine sẽ để sẵn phần thông tin liên hệ ngay ở phía dưới phần mô tả. Anh chị và các bạn có thể nhấp vào để tiện theo dõi nhé. Giai đoạn 1, bán phân khu The Orchard, diện tích đất 9,1 hectare với tổng số căn là 368 căn. Các loại căn hộ và thông tin chi tiết như sau: Terrace House, số căn là 168 căn, giá rumo từ 8,5 tỷ. Căn điển hình có diện tích 6x15. Căn gốc có diện tích 8 đến 13,5 x 15 là 117 đến 175 m2. Semi detached villa, tổng số căn là 144 căn, có giá rumo từ 16 tỷ. Trong đó căn điển hình 10 x 16, diện tích 160 m2. Căn gốc 11 đến 20 x 16, diện tích 176 đến 246 m2. Cuối cùng là single villa với tổng số căn là 56 căn, có giá rumo từ 20 tỷ. Căn điển hình diện tích từ 12, 14 x 16m, 190 đến 250 m2. Còn căn gốc là 14, 22 x 16m, có diện tích 240 đến 370 m2. Điều kiện bàn giao là bàn giao thô. Tiện ích bao gồm The Canopy Clubhouse, The Island, The Pier, Sensory Garden. Và thời gian bàn giao dự kiến vào quý 3 2025. Và sau đây thì Khoa xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng khám phá 10 đặc quyền mà chủ đầu tư mang đến cho cư dân, xem đây có phải là những cái đặc quyền thực sự hay không. Vì đã gọi là đặc quyền thì chắc chắn là dự án này phải có những cái điều rất đặc biệt so với những cái dự án khác. Và để cùng khám phá sâu hơn những cái đặc quyền này, anh chị và các bạn đừng ngại chia sẻ và nhấn theo dõi kênh Cine nhé. Đây là dự án đầu tiên có bóng cây che phủ trên 80%. Dự án đầu tiên có một cây xanh. Dự án nhà thấp tầng đầu tiên có thông tầng cao 7m. Một nhà lên đến 3 chỗ đậu ô tô. Dự án đầu tiên của Capital Land tại thành phố mới Bình Dương. Vị trí đẹp nhất tại thành phố mới Bình Dương. Khu nhà ở thấp tầng khép kín đầu tiên. Thiết kế an ninh khép kín với 3 lớp bảo vệ. Dự án tập trung sức khỏe và bền vững đầu tiên. Clubhouse đầu tiên có tiện ích đầy đủ. Đầu tiên thưa anh chị và các bạn, đó chính là 3 chỗ đậu ô tô. Trung bình cho một vị trí đậu ô tô là 6m2 và 3 chỗ đậu ô tô là 18m2. Nhưng theo thiết kế và layout thì vị trí nhà phố ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta chỉ có thể đậu được một chiếc ô tô mà thôi. Và ở đây là không có tầng hầm hay là bán hầm. Điểm đặc biệt tiếp theo đó chính là khoảng thông tầng 7m. Ok, nhưng mà Khoa thấy là cái việc này nó chỉ đặc biệt ở Bình Dương thôi, chứ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng đã có những cái căn hộ có thông tầng 7m. Ví dụ như là căn hộ De La Son ở quận 4, hoặc là những cái anh chị và các bạn nếu mà chúng ta đi tham quan nhiều cái dự án khác ở thành phố Hồ Chí Minh như quận 2, quận 9, thành phố Thủ Đức thì chúng ta thấy là cái điều này nó không có gì là đặc biệt cả. Tiếp theo đó chính là nơi đây có 80% diện tích cây xanh bao phủ, nhưng mật độ xây dựng mà chủ đầu tư công bố lại là 43%. Khoa thấy điều này nó hơi mâu thuẫn với nhau. Và mỗi nhà có một cây xanh cũng không có gì là đặc biệt lắm nếu anh chị và các bạn đã từng tham quan rất là nhiều dự án. Nếu mà mỗi nhà có 2 cây xanh thì sẽ ok hơn rất là nhiều. Cái điểm mà cần lưu ý tiếp theo đó chính là nguồn cung hạn chế. Đây là truyền thông của chủ đầu tư và các đơn vị bán hàng. Tuy nhiên, nếu anh chị và các bạn có tham khảo các sản phẩm khác ở khu BKMS hoặc là những cái sản phẩm ở xung quanh đây thì anh chị và các bạn sẽ thấy được là nguồn cung ở đây nó không hề hạn chế, mà chỉ hạn chế đối với chủ đầu tư Capital Land mà thôi. Điều cần lưu ý tiếp theo đó chính là tiềm năng và quy hoạch cũng như hạ tầng của thành phố mới Bình Dương có lẽ phải nói là số 1 ở miền Nam về các thông số, về các chỉ số. Tuy nhiên, nếu mà nói về giá thì hơn 10 năm qua giá ở đây tăng không đáng kể so với các vùng ven khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái điểm tiếp theo cần lưu ý mà Khoa thấy khá là hay ho đó chính là quy hoạch dành cho chuyên gia, thiết kế rồi tiện ích rồi chất lượng dành cho đại gia, nhưng mà cái đối tượng mục tiêu khách hàng hướng tới lại là cho dân lao động phổ thông. Thành ra là cái nhu cầu, cái mục đích thì nó lại không chạm được với nhau. Và cái mà Khoa thấy là cần phải lưu ý cuối cùng đó là cái việc mà giá bán ở thành phố mới Bình Dương lúc mà mở bán là khá cao. Cho nên cái nhu cầu khi mà chạm đến cái giá bán này là thường dành cho nhà đầu tư, chứ không phải là một cái nhu cầu hướng đến một đối tượng khách hàng có nhu cầu thực như là các cán bộ hay là các công nhân viên đang làm việc tại các khu công nghiệp xung quanh đây. Về tiềm năng phát triển của thị trường Bình Dương, đầu tiên là dân số tăng nhanh.
dân số Bình Dương dự kiến sẽ tăng lên khoảng 3,5 triệu người vào năm 2025, tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở. Thứ hai đó là cơ sở hạ tầng được đầu tư và phát triển. Bình Dương đang tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt đô thị và kết nối liên tỉnh, liên vùng. Thứ ba là mạng lưới khu công nghiệp dày đặc. Bình Dương có đến 29 khu công nghiệp đã thành lập và 27 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút nhiều lao động và chuyên gia nước ngoài. Cuối cùng là tiềm năng thu nhập bình quân đầu người khá cao. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bình Dương hiện vượt mức 172 triệu đồng một người trên một năm, thuộc nhóm các địa phương có thu nhập cao nhất cả nước. Còn nói riêng về thị trường bất động sản tại Bình Dương thì sao? Về thị trường bất động sản Bình Dương thì Khoa sẽ chia ra là ở phân khúc căn hộ và phân khúc nhà ở thấp tầng. Ở phân khúc căn hộ thì nếu anh chị và các bạn có tìm hiểu, anh chị các bạn sẽ biết được rằng là nguồn cung tại thị trường Bình Dương, nguồn cung căn hộ tại thị trường Bình Dương rất là dồi dào. Hiện tại đã có 95 dự án đã, đang và sẽ phát triển tại thị trường Bình Dương. Và giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ Bình Dương nó cũng tăng dần đều qua các năm. Còn phân khúc nhà ở thấp tầng thì đối với cái phân khúc mà nhà xây dựng sẵn tại Bình Dương này, Khoa cũng chia làm hai nhóm chính, đó là làng chuyên gia và nhà phố biệt thự tại thành phố mới Bình Dương. Đối với làng chuyên gia thì đây là những căn biệt thự được xây dựng để phục vụ cho cái nhu cầu chính của những cái chuyên gia đang làm việc tại những khu công nghiệp tại Bình Dương. Vậy nói về triển vọng thì sao? Đối với Cine thì Cine sẽ có hai nhận định sau đây. Đầu tiên đó là về mật độ dân số. Khi mà dân số chúng ta càng tăng nhanh thì nhu cầu nhà ở chắc chắn nó cũng sẽ tăng theo. Và cái yếu tố thứ hai đó chính là cái xu hướng dịch chuyển dân số cơ học. Hai cái yếu tố này chắc chắn sẽ tạo một cái động lực giúp cho thị trường bất động sản ở Bình Dương nó sẽ phát triển hơn. Cái gạch đầu dòng tiếp theo trong cái triển vọng phát triển thị trường bất động sản ở Bình Dương đó chính là việc cung tạo cầu. Anh chị và các bạn đã thấy là sẽ có thêm nhiều cái nhà đầu tư, chủ đầu tư bất động sản mang tầm vóc quốc tế. Họ sẽ đem những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm độc đáo hơn, đặc sắc hơn đem về thị trường Bình Dương. Thì chắc chắn điều này cũng sẽ kéo theo các chủ đầu tư, các nhà đầu tư khác về thị trường này. Cái gạch đầu dòng cuối cùng trong triển vọng đó là thành phố mới Bình Dương sẽ trở thành một cái trung tâm kinh tế và xã hội. Với cái việc mà đầu tư phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ thương mại, điều này sẽ giúp kéo theo nhiều cư dân cộng với nhiều cái doanh nghiệp khác về đây để đầu tư và phát triển, là động lực để kéo cho thị trường bất động sản Bình Dương nó cũng sẽ phát triển hơn trong tương lai. Vậy còn những thách thức dành cho thị trường bất động sản Bình Dương thì như thế nào? Đầu tiên đó chính là mật độ xây dựng cao. Nếu anh chị và các bạn chúng ta có đi tham khảo một số dự án căn hộ tại Bình Dương thì chúng ta sẽ thấy là mật độ xây dựng và cái hệ số sử dụng đất tại những cái dự án này rất là cao. Điều này nó sẽ gây một cái áp lực nhất định lên cái hạ tầng cũng như môi trường xung quanh khi các dự án này hoàn thành. Thách thức tiếp theo đó chính là giá bán rất cao. Một số dự án tại Bình Dương đang có giá bán tiệm cận với rất nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn là khi mà chúng ta đi chọn lựa, chúng ta mua một cái sản phẩm ưng ý và phù hợp thì chúng ta phải để ý và chúng ta phải cân nhắc về giá bán. Điều này nó cũng sẽ gây khó khăn trong việc bán hàng những cái dự án tại thành phố mới Bình Dương. Cái cuối cùng đó chính là cái thị trường Bình Dương này chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với các thị trường lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hay Long An. Và đây đều là những cái thị trường rất lớn về nhu cầu bất động sản. Nhận định thị trường bất động sản Bình Dương có tiềm năng phát triển lớn trong dài hạn. Nhờ vào nền kinh tế tăng trưởng mạnh, dân số tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển và thu nhập bình quân đầu người cao. Sau 30 năm phát triển tại Việt Nam thì Capitaland không chỉ đơn thuần là một tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản mà còn là một biểu tượng của sự bền vững, của đẳng cấp, của tư duy đổi mới. Và Sycamore chính là minh chứng cho sự cam kết lâu dài này. Anh chị và các bạn nghĩ sao về dự án này? Hãy để lại phần bình luận phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi cho kênh Cine. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau.